NFT, các bạn nghe có quen không? Đúng, đấy là thứ mà chúng ta đã cùng nhau vạch mặt vào năm trước đấy. Cứ ngỡ rằng em ấy sẽ mãi nằm nghiêng ở nơi em ấy thuộc về. Nhưng không, bằng một cách thần kỳ nào đấy, NFT lại trỗi dậy và nạn nhân lần này là một tựa game mà hầu như ai cũng biết. Các bạn chưa biết à? Thế thì tôi là Hứa Dân Minh, trực thuộc đang chơi hình game hay. Và đây là Phốt News số 94. Arcanine bị đạo nhái. Arcanine là tựa game gacha nhập vai chiến thuật với nền đồ họa 2D, kim luôn 3D rất đẹp mắt của YoStar Limited. Thế giới của Arcanine được đặt trong bối cảnh trái đất trong tựa game này được gọi là Terra, bị đe dọa bởi những thảm họa được gọi là Catastrophe. Những thiên tai xảy ra thường xuyên và liên tục như bão tuyết, thiên thạch rơi, hạn hán. Và để bảo vệ thế giới, dĩ nhiên bạn sẽ cần một dàn harem đi nhân giống. Nhầm, ý tôi là chiến đấu nha. Game được đánh giá khá tốt bởi những người chơi, tuy rằng nó vẫn chưa có sự phổ biến như gacha Bắc hay là FGO. Nhưng rồi đùng một cái, có một tựa game NFT có tên gọi là Odious được tung ra. Nó tự quảng cáo có nhân vật lấy cảm hứng từ manga. Ban đầu thì nó cũng không được chú ý cho lắm. Thế là để quảng cáo, Odious đã tung ra một đoạn trailer animation cực kỳ ngắn với sự xuất hiện của những nhân vật sẽ có trong tựa game này. Người ta, hay chính xác hơn là game thủ Arcanine, đã nhanh chóng nhận ra rằng có sự tương đồng không hơi nhẹ với đoạn phim Rolling Flare của tựa game mà họ đang chơi. Sau khi bị chất vấn về điều này, một thành viên quản trị tại Discord của Odious đã phát biểu rằng: "Đoạn trailer mới nhất của chúng tôi á, đúng là có lấy cảm hứng từ Arcanine. Các bạn có thể thấy sự tương đồng là rất lớn, là vì cả hai được thực hiện bởi cùng một đội ngũ. Tuy nhiên, chúng tôi đảm bảo rằng các nội dung này hoàn toàn được làm lại từ đầu và chắc chắn Arcanine không và không thể kiện chúng tôi đạo nhái được." Anh chắc chưa anh trai? Tôi khá chắc anh bạn này là người Việt Nam và rất thích ăn mắm tôm bởi vì mồm anh rất thối. Kể từ khi anh phát biểu, sau đó ít ngày, YoStar chính thức đưa ra thông báo mình chẳng hề có liên hệ hợp tác gì với Odious, cũng như yêu cầu công ty này ngừng ngay các hoạt động vi phạm bản quyền. Hiện tại thì chưa có phản hồi từ Odious và tựa game này vẫn sẽ tiếp tục cập nhật tiến độ của mình trên Twitter sau khi họ xóa bỏ đoạn animation nói trên. NetEase và Blizzard bóc phốt nhau. Các cậu có các cụ có câu yêu nhau lắm, cắn nhau đâu, và câu đó này hoàn toàn chính xác với trường hợp cặp đôi hoàn cảnh Blizzard NetEase. Sau 2 thập kỷ yêu nhau thắm thiết, vào tuần qua, máy chủ tại Trung Quốc của Bảo Tuyết đã chính thức đóng cửa vì lý do hết hàng hợp đồng với đối tác địa phương là NetEase. Với các thỏa thuận hết hạn bao gồm việc phát hành một số sản phẩm phổ biến của Blizzard tại Trung Quốc, trong đó có World of Warcraft, Hearthstone, Diablo 3 từ năm 2008. Trong các tuyên bố riêng biệt tại thời điểm đó, cả hai bên chỉ nói rằng họ không thể đạt được thỏa thuận mới một cách chung chung. Tuy nhiên, dường như sự thật không phải như vậy. Trong một tuyên bố vào thứ ba tuần trước, Blizzard đã nói rằng họ đã liên lạc với NetEase để gia hạn thêm 6 tháng cho thỏa thuận hiện tại, với thiện chí để người hâm mộ tiếp tục chơi không bị gián đoạn. Thật không may, sau cuộc trao đổi lại tuần trước, NetEase không chấp nhận về đề xuất của chúng tôi, Blizzard buồn bã cho biết. Vài ngày sau, Nanny nhanh chóng đáp trả rằng do yêu cầu của Blizzard đưa ra là vô lý sau khi đã bí mật làm việc với đối tác của họ. Nói cho dễ hiểu thì ông chồng Blizzard đã cáo buộc cô vợ không chịu hàn gắn giải quyết xung đột. Còn cô vợ Nanny thì tố chồng đi cặp bồ. Đấy, đúng là người 400 IQ đưa ví dụ dễ hiểu ngay. Và nếu các bạn để ý thì không phải tự dưng tôi sử dụng hình tượng này đâu. Một thương hiệu cà phê của Nanny đã tung ra sản phẩm mới có tên gọi là trà xanh bão tuyết. Xỉa sói, móc mỉa là chưa đủ, công ty này đập luôn bức tượng cái rìu Gorehound, biểu tượng của trò chơi World of Warcraft. Bà vợ đã giữ, ông chồng Blizzard cũng không vừa. Họ ngay lập tức ban luôn các đồ laser tại Trung Quốc trong giải đấu Hearthstone của mình. Mới đầu năm mà nhiều gamma dữ vậy ta, làm video sao hết. Ubisoft lầm nguy, phần 2. Hồi giữa tháng 1 vừa qua, trong một bức thư gửi nhân viên, CEO của Ubisoft là Yves Guillemot đã yêu cầu các nhân viên phải hành động để giải cứu công ty. Dĩ nhiên là các lập trình viên của hãng game đến từ Pháp đã rất bức xúc với thái độ đổ hết trách nhiệm cho cấp dưới của ông này. Thậm chí, họ tổ chức một cuộc đình công vào ngày 27 tháng 1 vừa qua để đòi tăng lương. Trước sự việc đó, vị CEO này lên Facebook kể lại câu chuyện mẹ tát con trai vì dám chơi bánh chưng không ngon. Ủa, ở Pháp người ta cũng ăn bánh chưng hả ta? Ông nào viết kịch bản đấy? Tôi xin đính chính lại, sự thật là Yves Guillemot phải xuống nước, xin lỗi nhân viên, cũng như đính chính lại ý ông ấy là Ubisoft cần sự giúp đỡ của họ, chứ không phải đe dọa ai cả. Vậy thì thời gian vừa qua chuyện gì xảy ra khiến cha đẻ của Assassin's Creed cực kỳ tiếng tăm một thời lại rơi vào tình trạng nguy ngập như vậy? Theo một điều tra của trang Insider Gaming, mặc dù các quan chức của hãng này đổ lỗi việc hàng loạt tựa game bị delay hay là hủy bỏ do dịch bệnh Covid-19, nhưng các nhân viên thì cho rằng sản phẩm của Ubisoft đơn giản là không phải thứ mà game thủ muốn. Một lập trình viên giấu tên cho biết công ty này nhìn vào thành công của những tựa game bắn súng sinh tồn như PUBG, Fortnite, Free Fire và cực kỳ thèm muốn một phần nguyên bánh béo bở này. Thậm chí có đến hàng tá dự án thuộc thể loại này được thực hiện nhưng không cái nào hoàn thành cả. Rất may mắn, một phần lý do cho việc Ubisoft gần đây bị delay là vì họ rút kinh nghiệm từ Assassin's Creed Unity. Bây giờ họ muốn đảm bảo sản phẩm của mình có ích lợi nhất khi đã mắc, và game thủ chúng ta cũng hy vọng là thế thật.
bí mật quân sự lại bị War Thunder tiết lộ thêm 2 lần. War Thunder là tựa game trực tuyến đa nền tảng lấy cảm hứng từ chiến tranh thế giới thứ hai, được phát triển bởi Gaijin Entertainment, một hãng trò chơi đến từ nước Nga, ngố, thân thiện. Nó lấy bối cảnh chiến tranh thế giới thứ hai với sự tham chiến của nhiều nước Anh, Nhật Bản, Pháp, Đức, Liên Xô chống Mỹ. Một trận chiến của War Thunder sẽ diễn ra ở 3 mặt trận: trên không, trên biển và trên đất liền. Do game này mô phỏng lại chiến tranh, nên War Thunder sẽ tập trung chủ yếu vào những phương tiện chiến đấu, làm sao chúng giống thật nhất có thể và gây ứng cháy nổ hoành tráng, mãn nhãn. Nó đã có khoảng 1.000 phương tiện chiến đấu với bề ngoài khác nhau, đặc trưng cho mỗi phe. Chính vì điều này, War Thunder thu hút được không ít người chơi vốn là quân nhân làm việc trong quân ngũ, và forum của nó, nơi rắc rối bắt đầu khi các cuộc tranh cãi về tính chân thật của game nổ ra. Và để chứng minh luận điểm của mình là không hề sai, không ít con nghiện War Thunder đã tung tài liệu bí mật quân sự lên forum này. Trong quá khứ, không phải 1, 2 hay 3, mà ít nhất là 5 lần bí mật quốc gia đã bị tiết lộ tại đây. Và nếu bạn chưa biết thì tôi có hẳn một video làm về nó. Tuy nhiên, bằng cách quy mô nào đó, trong khi Việt Nam đang bận ăn Tết thì người chơi từ game này tiếp tục tung ra 2 tài liệu bí mật chỉ cách nhau vài ngày. Đầu tiên, một số giấy tờ liên quan chiếc máy bay F-16 được post lên forum này, rồi sau đó đến cả một tá hướng dẫn sử dụng F-15E US, một máy bay thậm chí còn chưa được đưa vào game. Dù các tài liệu nói trên đã được giải mật, nhưng vẫn thuộc diện lưu hành nội bộ chứ không phải thông tin công bố rộng rãi. Quán trị diễn đàn War Thunder, những người có con tim sắt đá, sau đó đã xóa bài đăng nói trên trong sự sợ hãi tột cùng. Các người dùng Reddit thì đùa nhau rằng Raytheon, một hãng sản xuất thiết bị quân sự Mỹ, sẽ bắt đầu kiểm tra ứng viên xin việc có chơi War Thunder hay không. Tất tần tật Xbox and Bethesda Developer Direct. Vào ngày 25 tháng 1 vừa qua, Microsoft đã tổ chức sự kiện Xbox and Bethesda Developer Direct để giới thiệu các sản phẩm mới của mình. Đây là sự kiện gaming lớn đầu tiên vào năm 2023 và hãng phát hành game Mỹ cho thế giới thấy tới đây sẽ là khoảng thời gian rất bận rộn của họ. Để biết họ sẽ bận rộn như thế nào, chúng ta cùng đến với danh sách những tựa game sắp ra mắt của họ anh em nhé. Minecraft Legend là spin-off của Minecraft. Thay vì là một tựa game sinh tồn, thì con game này sẽ tập trung vào khía cạnh chiến thuật với sự xuất hiện của những người quen cũ. Nó sẽ được tung ra vào ngày 18 tháng 4 cho hệ máy PC, PlayStation và Xbox. Forza Motorsport, tựa game mới nhất trong series giả lập lái xe cùng tên Kushido Tenten, sản phẩm này sẽ mắc trong năm nay. Hi-Fi Rush, tựa game mới nhất của Tango Gameworks, cha đẻ của Evil Within và Ghostwire Tokyo, được tung ra một cách đầy bất ngờ, không quảng cáo, không review. Và ngạc nhiên hơn là nó nhận về đánh giá cực kỳ tốt trên Steam, với nhiều người chơi cho rằng là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Game of the Year 2022. Nhân vật chính trong game là Chai, một rocker mới nhú và là nạn nhân của thí nghiệm kỳ lạ khiến cho cậu cảm thấy nhịp điệu của thế giới xung quanh mình. Các đòn đánh nó được căn chuẩn thời gian theo đúng nhịp điệu thì không những cực kỳ vui tai mà còn được tăng thêm sức mạnh. Bom tấn cuối cùng xuất hiện trong sự kiện này là Redfall của Kushido Arkane Austin, đội ngũ đứng sau sự thành công của Nhục. Đây là trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất, cho phép bạn chơi solo hoặc cùng tối đa 3 người chơi khác như Left 4 Dead. Redfall sẽ chính thức ra mắt vào ngày 2 tháng 5 tới đây. Tin vắng. Hãng phim Riot vừa xác nhận mình là nạn nhân của vụ tấn công và mã nguồn của liên minh thoại cùng đấu trường chân lý bị hacker lấy đi mất. Tin tặc đã gửi thư yêu cầu trả số tiền là 10 triệu đô la để trả nó lại, kèm theo giải thích về lỗ hổng ở quy trình bảo mật, nhưng đã nhận được lời từ chối từ Riot. Công ty này cũng tuyên bố không dữ liệu cá nhân nào của người chơi bị lộ. Khả năng cao cái thể loại hack chip sẽ thăng hoa khi mã nguồn của trò chơi này được tung lên mạng bởi những kẻ tấn công. Ủy ban quản lý và xếp hạng trò chơi Hàn Quốc đã thông qua một tựa game spin-off mới của liên minh thoại có tên là Maze Seeker. Sản phẩm này được mô tả là trò chơi hành động, trong đó người chơi nhập vai vào pháp sư Silas khi anh ta tìm cách cứu thành phố Demacia. Bản danh sách này sẽ đó được xóa bỏ, có lẽ do chính yêu cầu của Rito. Hiện tại thì chưa biết studio nào sẽ thực hiện trò chơi này. Trong cuốn sách mới nhất của mình, một cựu chuyên viên phân tích chính sách tại Lầu Năm Góc tiết lộ khi cơ quan dự án nghiên cứu tiên tiến quốc phòng Mỹ tiến hành nghiên cứu robot điều khiển BAI, một số lính thủy đánh bộ đã sử dụng thùng bia cạc tông để tiếp cận nó mà không bị phát hiện. Trời đất ơi, AI trong game của Ubisoft hả ba? Black Myth Wukong được studio Game Science chốt lịch ra mắt vào hè 2024, có nghĩa là khoảng hơn 1.5 năm nữa các bạn sẽ được chơi nó. Tựa game nhập vai chặt chém dựa trên tay du ký này lần đầu tiên xuất hiện một cách đầy bất ngờ vào tháng 2 2020 và thu hút rất nhiều sự chú ý. Liệu nó có thỏa lòng mong đợi người hâm mộ hay không? Chúng ta cùng chờ xem anh em nhé. Stadia, dịch vụ chơi game đám mây của Google, chính thức đóng cửa vào ngày 18 tháng 1 vừa qua. Sau hơn 3 năm vận hành, gã khổng lồ công nghệ này cho biết sẽ tung ra một cập nhật firmware cho tay cầm Stadia để nó có thể hoạt động như một tay cầm không dây bình thường. Crystal Dynamics thông báo tựa game Marvel Venture của mình sẽ nhận được cập nhật lần cuối vào ngày 31 tháng 1 sắp tới. Đã mắc vào hơn 2 năm trước, trò chơi tưởng chừng như đảm bảo thành hit của Square Enix cuối cùng trở thành thất vọng to lớn và bị hãng này bán cả game cả studio cho Embracer Group vào năm ngoái. Một screenshot của tựa game sắp ra mắt Suicide Squad Kill the Justice được Rocksteady thực hiện đã bị lộ vào ngày 17 tháng 1 vừa qua. Điều đáng chú ý là người ta phát hiện ra trò chơi này có chức năng Battle Pass.
khoan, tôi tưởng game này phải mua mới chơi được chứ, sao lại có Battle Pass ở đây? Không ít fan rất lo ngại việc này. Cần nhớ rằng một sản phẩm game siêu anh hùng khác là Marvel Venture cũng có phương thức hoạt động y chang như thế. Và số phận của nó như thế nào thì các bạn cứ tua lại video này một tí, các bạn sẽ biết nha. Các đội tuyển tham dự giải đấu chính thức Overwatch League đã cùng nhau nhờ đến sự trợ giúp của hãng luật để đàm phán với Blizzard sau khi giải đấu này không đem lại doanh thu như kỳ vọng. Trong khi phần phim chuyển thể The Last of Us của HBO phá vỡ mọi kỷ lục với 5,7 triệu người xem tập 2, thì phần game gốc của nó được hưởng lợi tương ứng khi doanh số bán tăng đến 238%, trở lại top 20 từ game bán chạy nhất Anh Quốc tuần trước. Trước đây thì Cyberpunk có số phận tương tự khi Edrunner với những waifu như Lucy hay Rebecca được tung ra. Tuy nhiên, Bruce Straley, người đồng tác giả của The Last of Us cùng với Neil Druckmann và cũng đã rời bỏ Naughty Dog vào năm 2017, cho biết ông này không hề xuất hiện trong phần release của phim, cũng như chẳng được trả tiền bản quyền. Đúng là dứt áo ra đi, tình nghĩa chấm dứt, cay. Chad Stahelski, đạo diễn 4 phần phim John Wick, sẽ tham gia chỉ đạo dự án chuyển thể Rainbow Six Siege lên mảng rộng. Michael B. Jordan sẽ góp mặt trong bộ phim này sau khi thủ vai vai chính trong Without Remorse, một sản phẩm khác cũng được chuyển thể từ tiểu thuyết của Tom Clancy. Các thuật ngữ búp, nớp, skin đã được cho vào từ điển chính thức tại Malaysia. Tôi thì tôi đề xuất là cho lửa chùa vào từ điển chính thức của Việt Nam, đồng nghĩa với từ chế độ chơi giả lập hấp diêm một lần nữa xuất hiện tại Overwatch 2 sau khi bị Blizzard xóa bỏ vào hồi tháng 10 năm ngoái. Còn các bạn biết nó giả lập hấp diêm như thế nào thì các bạn cứ chơi đi, các bạn sẽ biết nhá, kinh khủng lắm. CD Projekt quảng cáo Phantom Liberty sẽ là DLC có chi phí sản xuất cao nhất từ trước nay của họ. Một điều khá dễ đoán khi có sự tham gia của hai ngôi sao điện ảnh Hollywood là Keanu Reeves và Idris Elba. Vâng, không phải có nhiều nội dung nhất, kết lõi nhất hay thực hiện lâu nhất mà họ lại làm ra một DLC có chi phí cao nhất. Thiết nghĩ là nếu chi phí đó đổ vào thuê lập trình viên có khi game họ ít mất hơn đấy. Tài khoản TikTok chính chủ của Pokemon đã đăng tải một đoạn clip Pikachu nhảy trên nền nhạc If You Happy. Tuy nhiên, không rõ do nhầm lẫn hay vốn tiếng Anh có hạn, họ đã đăng nhầm một bản nhạc chế với ngôn từ khá tục tiểu. Đoạn clip nhanh chóng bị gỡ xuống, nhưng đấy là quá chậm so với tôi. Honkai Star Rail chính thức mở đăng ký Global Beta cho đợt thử nghiệm cuối vào ngày 10 tháng 2 tới đây. Và vừa rồi là tất cả những gì mà tôi mang đến cho các bạn tuần vừa qua. Nếu thấy video này hay và đủ thông tin thì đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh Game Hay để không bỏ lỡ bất kỳ số news tiếp theo. Tôi là Hứa Như Minh, xin chào và hẹn gặp lại. Và vẫn như mọi khi, cảm ơn Wasana, Anh Hiếu Nguyễn, Cút 9010, Steven Đỗ, Long Kumi Soko đã tham gia vào Grand Ole Master của Game Hay. Attack with every word and act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse.